một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý cùng toàn thể xuất sắc, chúng ta sẽ thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các em thiếu niên đi đầu. Oh,
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Anh, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đến dự với cuộc thi còn có các đồng chí đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban chuyên môn thành phố Tuyên Quang. Một lần nữa xin quý vị nhiệt liệt chào mừng đại biểu Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường. Xin trân trọng giới thiệu, trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Minh Ngọc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tuyên Quang. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Anh Đức, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Quang. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Xuân Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban tổ chức đêm hội trung thu phường Tân Quang năm 2024. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đến dự đêm hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đoàn thể chính trị xã hội của phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, các đồng chí trong ban giám hiệu các trường học trên địa bàn của phường, cùng toàn thể nhân dân và Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban tổ chức đêm hội trung thu phường Tân Quang năm 2024 lên phát biểu khai mạc cuộc thi. Xin trân trọng kính mời đồng chí.